Xin chào thầy, cảm ơn thầy đã nhận lời tham dự chương trình của chúng con. Thưa thầy, đầu năm mới thì người dân Việt Nam thường có thói quen là đi lễ chùa để cầu cho gia đình mình một năm mới an lành và hạnh phúc. Thế nhưng mà đi chùa thế nào cho đúng thì không phải ai cũng biết. Thầy có thể chia sẻ xem là mọi người nên chuẩn bị lễ vật như thế nào, nên cúng bái như thế nào, cầu nguyện như thế nào thì hợp với giáo lý của đạo Phật không ạ? Đến chùa là lễ Phật và vãn cảnh, cho nên chúng ta không nên vội vàng vào trong chùa. Thì đi lại nhẹ nhàng và không phải cần là đối với Phật bằng các nghi lễ, bằng các lễ vật, mà cần bằng cái tâm của mình nhất. Đến trước Tam Bảo, các bạn hãy quỳ xuống lạy ba lạy, đó là lạy Phật, lạy Pháp và lạy Tăng. Sau đó mình nguyện cầu gì thì trong tâm mình nghĩ và chắp tay mình nhìn lên tượng, ngắm nhìn tôn ngang của Phật và mình nguyện cầu cái việc của mình. Thứ ba nữa là khi mà vào chùa mà lễ Phật đó ấy, thì không nên nói chuyện riêng, và đặc biệt là không dùng điện thoại, để cho cái tâm mình thật thanh tịnh, thì như vậy mới lễ bái với trang nghiêm được. Và cái khi mà như vậy thì tức là tôi nhắc lại là không cần phải mang lễ vật nhiều, thậm chí có thể không cần phải mang lễ, mà mình mang cái tâm thành kính của mình, mà đấy là kính lễ Phật. Thứ hai nữa, về tiếp theo nữa là xin mong tất cả các mọi người ấy, là giữ cái quy định chung của các ngôi chùa. Mình thành kính cúng dường Tam Bảo bao nhiêu thì đó là tùy tâm của mình, chứ không phải nhiều hay ít, nhưng mà nên bỏ vào thùng công đức. Thứ nhất ấy, là nó tôn nghiêm. Thứ hai là bảo quản được cái tiền đó để sử dụng vào đúng mục đích, để sửa sang chùa cảnh. Không nên là đặt tiền lên bàn thờ hay là đặt tiền lên tay tượng, lên các chỗ thờ kính tôn kính. Bởi vì chúng ta làm như vậy thì nó phản cảm lắm. Trong cái đồng tiền nó không được đặt đúng chỗ, hay là cũng nhiều khi kẻ lại gian ấy, nó lợi dụng cái điều đó để mà lấy cái tiền đó đi. Đến chùa thì người dân có thể cầu gì và nên cầu gì ạ? Chúng ta biết rằng trước đây cổ nhân chỉ có dạy ba chữ phúc lộc thọ, hay là phúc lộc thọ khang ninh, gọi là năm điều đến với nhà. Thì năm điều đó nó là bao gồm tất cả mọi cái ở trên thế gian này đáp ứng cho nhu cầu của con người. Nên mọi người hãy lấy cái tâm bình tĩnh, tâm thanh thản và tâm chân thật. Còn trong việc cầu cúng là cũng còn là do cái luật nhân quả mà trong Phật giáo chú trọng nhất. Nếu mình là ăn ngay ở thẳng thì kết quả nó đẹp, mình là gian dối thì kết quả xấu. Cho nên chúng ta chỉ cần xin bình yên và có sức khỏe. Mà thực ra chỉ cần hai chữ bình yên là nó bình yên cả cuộc sống, bình yên cả công tác, bình yên cả hạnh phúc. Tất cả mọi chữ đều ở hai chữ bình yên cả. Khi đến chùa thì có rất là nhiều những bức tượng Phật, thế nhưng mà không phải ai cũng hiểu xem tượng Phật nào có ý nghĩa là như thế nào. Có những ngôi chùa thì có những cái tấm bảng ghi tên của tượng Phật để cho người dân có thể cúng bái cho đúng, nhưng không phải là chùa nào cũng thế. Vậy thầy có thể giới thiệu thêm một chút về bố trí của tượng Phật tại các chùa được không ạ? Bao giờ chúng ta vào chùa này, vào đình, vào đền, cho tới vào từ đường tổ tiên, thì bao giờ gian giữa cũng là nơi thờ chính nhất. Thì đối với chùa đó, thì ở gian giữa đó là thờ Tam Bảo, tức là thờ Phật, Pháp và Tăng. Thì Phật đấy là các hệ thống tượng Phật ở trong chùa đó, thì tính từ trên cao trở xuống. Thì chùa miền Bắc ấy, bao giờ cũng giống nhau một điều, là ba pho tượng trên cùng đó là tượng trưng cho ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có nghĩa rằng Phật thường trụ. Thứ hai nữa là bên tòa thứ hai ấy, thông thường là có một vị Phật ngồi đoan tọa và hai vị Bồ Tát ở hai bên đó. Đó là Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Thế Chí. Đây là niềm tin về giáo lý Tịnh Độ. Và tòa thứ ba đó là tượng Phật mà nếu như dơ bông hoa sen lên đó, đấy là tượng Phật Thích Ca. Tượng Phật Thích Ca là vị giáo chủ. Thì nếu mà tượng Phật Thích Ca mà cầm bông hoa sen thì bao giờ cũng có một vị đứng ở bên hơi già, đó là ngài đệ tử lớn nhất của ngài là ngài Ca Diếp. Trong lịch sử thì này, ngài Ca Diếp lớn hơn Phật 50 tuổi. Và người bên kia trẻ là đó là ngài A Nan. Đấy là hầu cận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hoặc cũng có thể là hầu cận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng hai vị Bồ Tát, là Bồ Tát Văn Thù thì là ngồi trên con sư tử, mà Bồ Tát Phổ Hiền thì ngồi bên trên con voi trắng. Đó, và
đằng trước nhất là bao giờ cũng có một cái tòa Cửu Long. Tòa Cửu Long mô tả lại cái cảnh mà Phật Thích Ca vừa mới Giáng sinh ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, ở dưới vần Lâm Tỳ Ni, có 9 dòng phun nước và đấy là tượng sơ sinh của Đức Phật. Thì đấy là gian giữa chính. Và bên phải thì bao giờ người ta cũng vị thờ vị thần trông nom ngôi chùa. Mà đây vị thần này chính là một ông Anandapitika, tức là ông cấp cô độc, là người mà đã mua đất để xây chùa cho Phật ở đầu tiên. Và một bên kia là ngài tôn giả Anan, trong cái tư thế là ngồi bố thí. Nhưng mà vị Anan cũng là người mà thân cận với Phật nhất. Và cũng có các vị hộ pháp. Hộ pháp thì bao giờ cũng tướng cũng theo một vị tướng ngồi hoặc đứng. Đây là các vị mà thần hộ vệ cho chùa. Vậy trước những ngôi tượng Phật đó thì người dân nên cầu khấn như thế nào ạ? Nguyện của mình như thế nào? Và mình tiếng nói như thế nào? Giọng của mình thế nào? Mình cứ âm thầm và mình như tôi đã nói ở đầu ấy, là mình cứ nhất tâm hướng lên Phật. Rồi trong tâm mình nghĩ ra. Đấy, và chỉ cần lại tam bảo. À, Phật Pháp Tăng cha hộ cho con bình an trong cuộc sống, thành đạt trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc. Thế là đầy đủ trọn vẹn. Như thầy vừa nói thì khi đi lễ chùa thì không cần phải mang một lễ vật gì cả, mà đó chỉ quan trọng nhất là cái tâm của mình. Thế nhưng mà nhiều người thì vẫn không thật sự là yên tâm và vẫn muốn là chuẩn bị một chút đồ để dâng lên cho Phật chứng giám được cái lòng thành của mình. Vậy mình cần phải chuẩn bị những cái lễ vật như nào nếu muốn đến cửa Phật ạ? Chúng ta biết rằng cúng tam bảo là một cái tâm thành kính thanh tịnh, cho nên chỉ dùng bằng hương hoa. À, hương thì cũng chỉ là thắp một nén tượng trưng, mà có nơi là không thắp nữa. Còn hoa thì chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà mua một bó, hay là thậm chí mua một cành hoa. Quả cũng vậy. Nói tóm lại là đến với chùa đó, là lễ vật cúng tam bảo ấy, là bằng cái tâm thanh tịnh là quan trọng nhất. Khi mà tâm thanh tịnh nó thể hiện qua cái lễ vật thì không nên cầu kỳ quá. À, không nên phải đòi hỏi về sắm nhiều thứ quá. Và đặc biệt là không mang tiền vàng mã vào trong Phật. Đức Phật khi còn tại thế, Ngài là Thái tử, Ngài đã từ bỏ tất cả điều đó. Và trong Phật giáo cũng không quan niệm tiền vàng mã là cúng được cả. Không có dạy nơi ở kinh sách nào mà nói về dạy về đốt vàng mã hay cúng tiền vàng. Vâng, xin cảm ơn thầy và chúc thầy một năm mới vạn sự như ý, nhiều sức khỏe ạ.